Ngay cả cái tên đảo mà họ cũng lười, không chịu viết cho hết nữa. Chê. Mà tôi không hiểu nha, sao bộ lạc vận động mà lại sống trên đảo lười? Độc lạ Bình Dương ghê. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi thì copy, hoặc giàu là biết thôi. Get go. Tiến vào đảo lười nào. Đừng có uống nữa mà. Sướng quá chị em ơi. Dòng sông lười. Ghế lười. Có cả gì lười nữa nè. Đừng có lãng lười rồi. Là thiên đồn sao? Ủa, cái ông tộc trưởng Lazy hay Lady Boy gì đó đâu ta? Hào quang nhân vật chính, không lẫn đi đâu được, nhất định là ổng. Yêu là rùi đó fan, vải trưởng. Ông có phải là Lazy, tộc trưởng tộc vận động không? Đúng, chính là ta đây. Lazy, tộc trưởng tộc vận động. Ưu điểm, suy nghĩ gì cũng kỹ càng. Tốn 10 ngày để suy nghĩ tối nay ăn gì, nhưng sau đó lại quên. Khuyết điểm, lười. Thành tích, 10 năm không tắm. Khuyên cáo, nguy hiểm, cắm lại gần vì hôi. Nạn nhân thứ 1000. Rồi muốn tụi tôi chiêm ngưỡng cặp mông đó tới chừng nào? Mông vàng mông bạc của người ta, đừng có giả bộ chê chê địa địa rồi bóp nha. Chỉ được nhìn, cấm sờ vào hiện vật. Lát tao thu mỗi đứa 10.000 tiền tham quan á. Bồi thường lại cho tụi tôi 50 đi mua thuốc chống ói thì có. Tụi tôi chính là biệt đội lớp Manto. Tới đây mời ông đến đạo chính để tạo ra sức mạnh của 5 viên đá sáng tạo. Hả? Đến đạo chính? Cái này... Nè ông ơi, ông có sao không? Ông tỉnh dậy đi, ông đừng có chết. Mà nếu có chết thì đưa tụi tôi viên đá rồi hẳn chết. Hồi nãy ta lười thở mấy phút nên bị hôn mê thôi. Ngày chục lần, quen rồi nên không có sao đâu. Lười cũng vừa phải thôi, có đâu lười quá đáng vậy. Tới thở mà cũng lười nữa. Đây là bộ lạc lười chứ bộ lạc vận động gì. Bậy, nói vậy quan chết. Lớp Manto, mùa sữa Gen Z, nhận quà Chandy.